Mời quý vị theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu là một tỉnh đa tôn giáo, Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội. Trong đó, đồng bào Công giáo chiếm khoảng 25% dân số. Với phương châm gắn bó đồng hành cùng dân tộc trong những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh sát cánh cùng với các tôn giáo khác tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phát động gắn kết với quê hương, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Trong từng xóm đạo, bà con giáo dân luôn chia sẻ với đồng bào, đồng hành với dân tộc, thực hiện các nghĩa vụ công dân, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể. Ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng có 1.009 hộ trên 5.040 dân khẩu trên 18 tổ dân cư, trong đó người theo đạo Công giáo chiếm đến 84,5% dân số. Một số bà con theo đạo Phật, Cao đài, Tin lành hoặc không theo tôn giáo nào, tất cả đều sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết một lòng, tương trợ lẫn nhau, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước để xây dựng tình đoàn kết lương giáo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vai trò của những cán bộ đảng viên là người có đạo rất quan trọng. Nhân dân ở đây sống là rất nghĩa tình, tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Nhất là trong kỳ công tác mà thực hiện là có những quy ước, hương ước ở khu dân cư. Nói chung là khi mỗi cái phong trào nào dân ở đây là chúng tôi là có kế hoạch và xin ý kiến chỉ đạo của trên về để tổ chức, để bàn bạc á, thì dân người ta rất đồng tình, ủng hộ, nhiệt tình, nhất là tham gia các cái phong trào của địa phương là bố trí. Đây là năm tôn giáo sống chung, đan xen với nhau chứ không phải sống riêng lập, cho nên là tất cả mọi người đều thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, không kể là Thiên Chúa hay là tôn giáo là Phật hay là tôn giáo là Cao đài hay tôn giáo Tin lành hay là thờ ông bà, nói tóm lại là đồng lòng, sống tốt đời đẹp đạo hết. Nét nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước ở ấp Phước Thọ đó là bà con nhân dân nói chung, bà con giáo dân nói riêng đã nỗ lực chung sức chung lòng xây dựng các khu dân cư văn minh, an toàn. Đã có nhiều bà con giáo dân tình nguyện đóng góp để làm những con đường nối liền các tổ địa bàn dân cư, tình nguyện đóng góp để những con hẻm nhỏ luôn an toàn. 35 mắt camera an ninh như thế này đã có mặt tại 18 trường đi qua địa bàn ấp từ tháng 5 năm 2020 đến nay. Thông qua 5 điểm quan sát, mỗi ngày, ban điều hành ấp đều phân công người quan sát, theo dõi tình hình trong ấp qua màn hình hiển thị camera. Thiết bị đường truyền tín hiệu cho một mắt camera an ninh lên đến 5 triệu đồng, nhưng dân dân trong ấp đồng lòng ủng hộ thực hiện mô hình. Từ đó họ cùng vào cuộc, sát cánh với ban điều hành ấp, nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên trên mọi tuyến đường. Thì từ hồi mà tổ chức mà làm cái mô hình camera an ninh này thì nói chung là được bà con cũng nhiệt tình ủng hộ. Cái nhất, cái thứ hai nói về tình hình an ninh thì ở đây là bà con thường khi đi lễ lúc như vậy là 3 rưỡi sáng là rất là đảm bảo. Tức là ngõ hẻm các cái là có như vậy là camera là bà con an tâm cũng như là đi lao động buổi sáng. Thì nói chung là vận động mà được bà con tín nhiệm ạ. Tức là trước khi làm thì chúng tôi đưa ra họp chi ủy chi bộ. Thống nhất điển hình như đợt vừa rồi đấy, tức là làm niên tổ. Tổ 5, tổ 7, tổ 8 chúng tôi lắp ráp như vậy là 6 mắt camera và chiều dài như vậy ngót 900 m dây. Tức là tổng giá trị của nó là hết 29.500.000 đồng. Đấy là chúng tôi cũng mới làm xong, mà trên cái vấn đề đó chúng tôi họp dân tính thành tiền rồi bầu ra như vậy tổ kinh tế cho bà con quản lý đồng tiền này, tức là gây dựng lên bà con cũng đi thu tiền và hợp đồng làm đấy, bên nhà hợp đồng lắp ráp camera này là cũng bà con đi hợp đồng. Còn nói chung là ban ấp, cán bộ ban ấp là dựng giá, chi bộ cũng thế, gọi là giám sát cùng bà con, tức là đến giờ này là thành công tốt đẹp mà cũng đảm bảo được cái an ninh. Tại khu phố 2, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, địa bàn có 280 hộ đồng bào Công giáo, chiếm 68% dân số toàn khu phố. Những con đường đổ bê tông thoáng đãng, sạch đẹp như nối dài mối quan hệ khăng khít, bền chặt lương giáo. Với sự góp công, góp của nhiều bà con giáo dân, khu phố đã hoàn thành bê tông hóa 100% đường hẻm trong khu phố, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng bào Công giáo trên địa bàn còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Nổi bật là các hoạt động phát huy tinh thần đoàn kết,
giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Đây là mô hình tiết kiệm xanh vì phụ nữ và trẻ em nghèo. 3 năm qua, nhà đựng phế liệu này đã trở thành quen thuộc với chị em phụ nữ khu phố. Hàng tháng, cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực vận động hội viên, người dân phân loại rác thải tái chế để ủng hộ cho mô hình. Từ khi mà có cái mô hình của phường đưa ra cho chị em phụ nữ ở khu phố thì là thấy cái chương trình này rất là tốt. Trước hết là làm sạch sẽ cho khu phố. Thứ hai nữa là những cái rác thải mà bán ve chai được á, thì người dân sẽ tập trung đưa ra đây. Còn rác thải nào mà bỏ thì người ta sẽ giải quyết ở nhà. Thì thấy cái chương trình, cái mô hình này rất là tốt, giúp cho có quỹ để phụ nữ sinh hoạt, giúp cho người nghèo, học trò nghèo hiếu học. Còn đây là hoạt động ngày thứ Bảy Xanh tại tuyến đường Nguyễn Thị Định, một trong hai tuyến đường lớn đi qua địa bàn khu phố. Cứ đến thứ Bảy hàng tuần, như hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh cùng bà con nhân dân dù là lương hay giáo lại cùng nhau vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư. Với mong muốn góp phần thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Nhờ sự chung tay này, đến nay, khu phố 2 đã trở thành khu dân cư kiểu mẫu về cảnh quan môi trường. Tôi thích ra để tham gia cùng cho nó vui mà mình làm cho khu phố được sạch đẹp. Với cái đặc điểm của khu phố 2 chúng tôi là hơn 430 hộ dân và chiếm tới 68% là hộ công giáo. Vì vậy các cái hoạt động tự quản của khu dân cư cũng như là đời sống sinh hoạt của khu dân cư thì đối với đồng bào có đạo thì người ta, tôi cảm thấy là từ ngày tôi làm là tôi thấy là người ta rất đoàn kết. Với cái sự đóng góp ví dụ như là xây dựng, sửa chữa các căn nhà đại đoàn kết thì bà con giáo dân cũng như là giáo xứ là ủng hộ rất chi là tuyệt đối. Khu phố 2 chúng tôi là một trong những khu phố là thực hiện sửa chữa và nâng cấp những cái nhà đại đoàn kết ấy. Đến nay là phường hàng năm là vẫn có chỉ tiêu giao nhưng mà khu phố 2 chúng tôi không còn cái căn hộ nào của nhà nghèo mà phải xây dựng nhà đại đoàn kết nữa. Đó là một cái đặc điểm. Và cái đường làng ngõ xóm của chúng tôi ấy, là từ năm 1997 cho đến năm 2000 là chúng tôi đã bê tông hóa 100% các tuyến đường. Và cái vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi tổ chức cái cuộc vận động coi như là các tuyến phố văn minh xanh sạch đẹp, ví dụ như là làm trụ cờ ở đây và mô hình là mua những cái bô rác để cho bà con nhân dân ấy là thực hiện đổ rác và đã có nắp bọ đậy để đảm bảo vệ sinh môi trường thì cũng được bà con giáo dân là rất chi là ủng hộ. Công giáo là một trong hai tôn giáo lớn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay có trên 90% số hộ gia đình công giáo trong tỉnh được công nhận gia đình văn hóa. Tại các khu dân cư, giáo dân tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương về nền nếp sống văn minh, chung tay xây dựng gia đình có cuộc sống thuận hòa, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, xây dựng nơi thờ tự tôn giáo thành các xứ, họ đạo tiên tiến, xóm đạo bình yên, khu dân cư an toàn, không có tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông. Trong thời tiết se lạnh của những ngày cuối năm giao hòa, cũng không khí rộn ràng đón chờ một mùa Giáng sinh an lành của đồng bào công giáo trên cả nước. Những xứ đạo tại Bà Rịa Vũng Tàu và thời gian này, không khí chuẩn bị đón lễ Giáng sinh cũng hết sức sôi động và có phần sung túc hơn mọi năm. Mỗi năm một lần thì nói chung đến mùa Giáng sinh, nói ăn về thì nói chung bà con giáo dân cũng rất là có tấm lòng theo cái tấm lòng của người công giáo để mừng ngày kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh. Cùng với sự đi lên về kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đời sống của đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển so với trước, bộ mặt của các xứ đạo ngày càng khởi sắc. Trong nhiều gia đình, bà con giáo dân đang chuẩn bị tất cả các khâu khánh tiết, chung tay trang hoàng đường làng cỏ xóm xanh, sạch đẹp trong niềm phấn khởi, tất cả cùng chung niềm tin thực hiện tốt phương châm kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, cùng góp sức xây dựng quê hương. Quý vị, với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với nhà tình thương thiện tâm dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô thuộc địa phận giáo xứ Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền
nơi những người già đeo đơn tìm thấy sự an yên sau những thăng trầm của cuộc đời. Tấm lòng nhân ái của các sơ dòng thừa sai bác ái Chúa Kitô chính là mạch nguồn dưỡng nuôi mái ấm suốt 10 năm qua. Nằm cách không xa trục đường Nguyễn Tất Thành, tuyến đường chính nối xã Phước Hưng với thị trấn Long Hải, nhà tình thương Thiện Tâm trong mùa Giáng sinh rộn ràng đang về vẫn lặng lẽ và bình yên đến lạ. Qua bao thăng trầm, 44 hoàn cảnh cùng nhau đi qua chặng đường cuối của cuộc đời khi xung quanh không còn ai thân thích để tựa nương. Mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, bà Nguyễn Thị Huệ, 68 tuổi, người Bình Giã, huyện Châu Đức, đã sống ở nhà tình thương này gần 9 năm. Lớn lên mà không biết người thân của mình là ai, lại sống đơn độc đến tuổi già. Bà nương tựa vào đây khi lưng còng bóng ngã. Em đang cùng hoàn cảnh không có mẹ, không cha từ hồi nhỏ như chẳng ai đến thăm em cả. Em bằng thân em còn khỏe, em phụ cho mấy chơi cho ăn, em phụ mấy chơi giặt đồ, rồi phụ mấy chơi lau nhà, quẹt nhà, có khi em quẹt quẹt rác, rồi làm hành tỏi. Cho nên là mình thấy những cái người cùng hoàn cảnh với mình thương. Mình cũng thương, mình cũng phải chia sẻ cho kể chuyện đồ cho họ vui. Nhà tình thương Thiện Tâm được thành lập từ năm 2013 do Cộng đoàn Thánh Giê-xu Lao động thuộc dòng thừa sai bác ái Chúa Kitô khởi xướng. Hiện nhà tình thương đang nuôi dưỡng chăm sóc 44 người già từ 60 đến 99 tuổi, không phân biệt lương giáo. Bên cạnh chăm lo về ăn uống sinh hoạt thường ngày, vấn đề sức khỏe của các cụ cũng được nhà tình thương quan tâm chăm sóc. Khi có cụ cao tuổi qua đời, nhà tình thương cũng lo chu đáo việc hậu sự, thể hiện trọn vẹn tinh thần nhân đạo cao cả. Tất cả kinh phí hoạt động của nhà tình thương được các giáo dân, nhà hảo tâm chung tay đóng góp. Qua cái tình thương của bà con giáo dân, cũng như quý sơ cũng hy sinh nhiều mặt để giúp đỡ và hỗ trợ về bên các cụ già, nghèo đơn, các nơi về đây để thực tập đây để các sơ để giúp đỡ chữa bệnh và cũng như là phục vụ để ăn uống về mọi mặt. Cũng có một số mạnh thường quân của các công ty, bà con có lòng về đây hỗ trợ cũng như tinh thần của mọi người. Người thì cho gạo, người thì cho rau, cũng người thì cũng về vật chất, nói chung về mọi mặt. Để cho các sơ để tiện để làm bác ái cho các cụ. Trong số 44 cụ sống tại nhà tình thương Thiện Tâm thì chỉ 20 cụ còn minh mẫn, có thể đi lại phục vụ cho bản thân. Các cụ còn lại lúc nhớ lúc quên, người thì sức khỏe yếu, người bị liệt nằm một chỗ. Phục vụ tại nhà tình thương có 8 thành viên đều là các nữ tu, đều chung ý nguyện đem tình thương đến cho những người kém may mắn. Chào các bà. Rồi. Ăn cơm rồi hả? Ăn cơm rồi. Dạ. Ăn cơm no chưa? No lắm. Dạ. Này ăn xong mình về lấy là lọc sách này. Nhìn thấy hết đó nhà, hay quá. Tuổi này còn bước theo ngài đi này, đâu đã ngơi nghỉ để bước theo đâu đúng không? Tuổi lớn vẫn còn phải bước theo chứ nhà, theo cho tới khi nào không theo được nữa thì thôi. Chết cũng phải theo. Chết theo. Tuổi 18, độ tuổi nhiều hoài bão nhất, sơ Thái Thị Thủy chọn con đường trở thành tu sĩ chỉ với một lý do: muốn có một cuộc sống ý nghĩa hơn, rộng lớn hơn, sống một cuộc đời yêu thương, phục vụ. Từ Tây Ninh, sơ Thủy được dòng thừa sai bác ái Chúa Kitô phân công về phụ trách nhà tình thương Thiện Tâm hơn một tháng qua.
Những ngày đầu, Sơ Thủy dành thời gian hỏi thăm, lắng nghe nguyện vọng của các cụ. Đã có những khó khăn, nhưng Sơ Thủy tâm niệm phải vượt qua vì con đường của tình yêu thương bao la, bác ái đã nguyện đi. Là mình có cái đời sống gắn kết với Chúa, thì những cái khó khăn mà để được giải tỏa. Mình sống cái niềm tin nào thì mình phải bám lấy cái niềm tin đó, thì mình mới có thể tiếp tục cái cuộc hành trình phục vụ lâu dài. Thì từng ngày làm sao mình phải chu toàn được cái trách nhiệm mà mình được giao. Mà cái trách nhiệm đó thì nó nặng, rất là nặng, nó cao cả đó nhưng mà nó nặng. Thì rồi khi được mình được giao trách nhiệm về cái cơ sở này này, thì mình tin là Chúa làm mọi sự trong mình để giúp đồng hành với các cụ, các chị em làm sao để cái công việc phục vụ được tốt đẹp. Thì những cái ưu tư khắc khoải của những người mà họ đến thăm các cụ nữa, thì mình cùng hợp với nhau một tâm tình trong cái yêu mến, yêu mến nhau. 10 năm qua, tất cả các cụ khi đến nhà tình thương này đều được các dì, các sơ ở đây chăm sóc tận tình chu đáo bằng tất cả tình thương. Những việc làm thiện nguyện mang ý nghĩa đẹp đẽ ấy không thể đong đếm bằng giá trị mà được cảm nhận trọn vẹn bằng cả trái tim, được cộng đồng xã hội ủng hộ. Đó cũng chính là giáo lý tốt đẹp, sống phúc âm giữa lòng dân tộc của đạo Công giáo mà mỗi người theo đạo đều tâm nguyện. Những hình ảnh ghi tại nhà tình thương Thiện Tâm thuộc địa phận giáo xứ Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền cũng đã khép lại chuyên đề đại đoàn kết hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc đồng bào Công giáo và tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành.